Minh Thư xin mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Thực Dưỡng Mỗi Ngày, kênh chuyên chia sẻ những món ăn thực dưỡng và những món ăn chay ngon, tốt cho sức khỏe. Hôm nay, trong video này, Minh Thư xin phép chia sẻ đến cả nhà một món ăn thực dưỡng rất là dễ làm, có thể nấu hàng ngày dùng để ăn cơm lứt. Đó chính là món củ khoai môn thực dưỡng. Cả nhà hãy cùng vào bếp để làm với em món này nha. Đây là toàn bộ nguyên liệu của món ăn này, em sẽ để ở trên này và em sẽ giới thiệu từng loại nguyên liệu để cả nhà dễ theo dõi nha. Em có ở đây là một củ khoai môn khoảng 700g, cả nhà có thể dùng khoai môn lớn hơn một tí, một ký một củ cũng được. Em có thêm là một muỗng canh miso, hai muỗng canh dầu phộng hoặc là dầu nguyên chất, cả nhà có dầu gì dùng dầu đó nha. Nửa củ hành tây, một tí muối hồng hoặc là muối hầm, vài cọng ngò để nêm. Món này ngoài miso, cả nhà có thể thay bằng nước tương thực dưỡng tamari, thêm 2-3 chén nước lã để nữa. Em sơ chế nguyên liệu một chút. Với khoai môn thì mình sẽ rửa sạch rồi gọt vỏ, cả nhà nhớ dùng bao tay để cho khỏi ngứa nha. Khoai môn có mùa thì nó sẽ rất là ngứa tay luôn. Bào rửa sạch cái vỏ rồi mình gọt thì cái củ môn của mình nó sẽ trắng như vậy, nó không có bị dơ. Và mình khỏi phải rửa lại, nó sẽ không có bị ngứa tay á cả nhà. Gọt vỏ xong thì mình sẽ chẻ làm tư cái củ khoai môn. Củ khoai môn rất là dẻo cho nên là rất là khó chẻ, cả nhà làm cẩn thận chứ không là nó sẽ vô tay đó nha. Làm gì cũng phải biết mình đang làm gì thì sẽ ổn, chứ lơ đễnh một tí là nó sẽ vô tay đó. Với những cái phần làm tư này mình sẽ sắc lát dài khoảng là 1cm nha cả nhà. Khoai môn càng bùi thì càng nấu lâu, sắc khoảng 1cm cho nó nhanh đó cả nhà. Nếu mà nhà mình thích ăn dày hơn thì mình cứ sắc dày hơn, nhưng mà với cái món này để mà chống ngán á, thì mình chỉ sắc 1cm rồi mình nấu thì món ăn nó sẽ vừa sền sệt, nó sẽ không có bị ngán. Hành tây em lột bỏ vỏ, rửa sạch rồi sắp thành từng lát ngang, dày dày một xíu. Sắc khoảng là 5cm là được, 0,5cm là nửa cm là được nha cả nhà. Cái món này nếu mà thay bằng bo rô thì cả nhà sẽ sắc bo rô dài cộng là 2cm nha. Sắc theo thành từng khúc 2cm, còn nếu mà dùng hành tây thì sẽ sắc cái lát là 0,5cm như vậy. Vậy là đã sơ chế xong rồi. Bắt son lên trên bếp cho nóng. Em cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn nha. Cả nhà dùng dầu nguyên chất, không có dùng dầu tinh luyện nha. Chờ cho dầu nóng lên thì em sẽ cho hành tây vào phi cho vàng thơm. Nếu cô chú anh chị dùng bo rô thì mình sẽ phi trong vòng 2-3 phút để cho bo rô vàng nha. Hành tây vàng cỡ này là được nè cả nhà. Em sẽ cho thêm khoai vào, xào chung trong vòng vài phút để cho dầu ngấm đều trong khoai. Người ta gọi là để cho khoai ăn mắm ăn muối đó cả nhà. Có nghĩa là áo đều cái lớp dầu làm cho cái mặt khoai, hai mặt khoai đều vàng vàng là nó đã ngấm đều dầu là được. Em đảo nhẹ nhàng nha. Sau 2 phút thì hai cái mặt khoai đã bắt đầu vàng rồi nè cả nhà.
Mục đích của xào qua dầu là để trong cái lúc mình âm á, thì những cái dưỡng chất ở trong khoai nó sẽ không có bị bay hơi đi mất. Nó có thể hòa tan trong dầu nhưng mà nó sẽ được lớp dầu giữ lại. Chứ mình không có áo qua lớp dầu thì nó sẽ hòa tan vào trong nước và nó sẽ bay hơi đi mất á. Tiếp theo là em sẽ cho vào khoảng 2 chén nước lã là khoảng 400ml. Nếu mà cả nhà mình dùng 1 ký khoai thì mình sẽ cho 3 chén nước lã. Em đong bằng chén cho cả nhà mình dễ. Nếu mà mình không có dụng cụ mình đong cho chính xác ml đó, thì mình có thể là án chừng khoảng 2 chén nước là được. Rồi em đậy nắp lại và nấu khoảng 20 phút cho khoai chín nhừ. Đây, khoai em sau 20 phút đã chín rồi nè. Nếu mà khoai của cả nhà trong lúc mình hầm cho chín á, nó đã hết nước sớm hơn á, thì cả nhà có thể châm vào khoảng là nửa chén nước để làm sao cho khoai của mình chín mềm. Mức độ hút nước của khoai á, tùy thuộc vào cái lượng tinh bột của khoai, có nghĩa là khoai có bùi nhiều hay là không. Khoai mà dẻo ít bùi á, thì nó sẽ hút nước ít, còn khoai mà để nó càng già nó càng có nhiều tinh bột, càng bùi thì nó sẽ càng hút nước nhiều. Cả nhà nhớ là mình kiểm tra trong lúc mà mình hầm á, nếu mà mình thấy nước nó cạn trước thời gian rồi thì mình cứ châm thêm nước vào. Giờ thì lượng nước trong son em rất là ít luôn, không có còn nhiều nữa. Tiếp tục á, thì em sẽ nêm muối vào trong này. Em cho một muỗng cà phê muối hồng hoặc là muối hầm. Cả nhà mình nếu mà mình dùng đậm đà hơn một xíu á, thì mình có thể là cho khoảng 1.5 muỗng muối hầm nha. Ở đây thì em nấu vừa nhạt thôi, em không có nấu những cái món ăn thực dưỡng của mình đậm, cho nên là em chỉ dùng 1 muỗng cà phê. Cái củ khoai môn của em á, cũng bột nhiều cho nên là nó đã hút hết nước rồi. Giờ nước trong son đã cạn luôn rồi, cũng không có còn nhiêu hết. Cũng may á, là hồi nãy em dùng cái lượng nước đó thì vừa đủ luôn, không có cần em phải châm thêm nước. Rồi em lấy cây vá á, em sẽ đánh nhẹ cái phần khoai cho nó bể ra, để tí nữa nó ngấm với lại sốt miso cho nó ngon. Tiếp theo thì em sẽ pha 1 muỗng canh miso với lại 4 muỗng canh nước nóng, là khoảng nửa chén như vậy nè. Tại vì cái phần nước kho ở trong cái củ môn của em ấy, nó đã cạn rồi, cho nên là em dùng hơi nhiều nước nóng một tí, để tí nữa nêm vào á, cái món kho của mình nó được sệt sệt thì nó sẽ ngon hơn. Nếu mà cả nhà mình thích ăn khô á, thì mình cho ít nước thôi. Hoặc là ở trong cái phần củ môn của mình á, còn nước á, thì mình cho khoảng là 2 muỗng canh nước nóng thôi nha. Em sẽ khuấy cho cái phần miso tan đều như vậy nè. Rồi em nêm hết chén miso đã pha vào trong cái son củ môn luôn. Khuấy nhẹ nhẹ lên một tí. Lúc này á, thì cả nhà có thể là mình nêm nếm. Nếu mà thấy cái phần này nó lạc quá thì cả nhà có thể thêm vào một tí muối. Món này em thích ăn cho nó nhừ nhừ một xíu, cho nên là em sẽ dùng cái vá á, em đánh cho khoai nó nhừ ra. Cả nhà mình mà thích ăn nguyên miếng luôn thì mình cứ để nguyên miếng vậy thôi. Rồi em đậy nắp lại, nấu cho cái phần khoai của mình sôi lên khoảng 5 phút là được rồi. Khoai sôi lên như vậy nè, lúc này miso đã sệt lại và ngấm đều vào khoai rồi, là em tắt bếp luôn. Em cho hết ra đĩa như vậy. Món này có thể dùng kèm với ngò hoặc là rau thơm sắc nhuyễn cũng rất là ngon luôn á, sẽ tăng thêm cái hương vị cho món ăn này. Cả nhà mình sử dụng bao nhiêu thì mình múc ra dĩa bấy nhiêu. Đây em cho hết ra đĩa và em dùng bây giờ luôn á, thì em sẽ nêm ngò lên này. Còn nếu mà cả nhà mình để lại á, thì cái phần ở trong son á, mình sẽ không có nêm ngò hoặc là rau. Mình chỉ nêm ngò và rau khi mà mình múc ra ngoài đĩa như vậy thôi. Món ăn này chứa rất là nhiều dinh dưỡng, bởi vì khoai môn có rất là nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt là khoai môn có rất là nhiều chất chống oxy hóa, có khả năng ngăn ngừa được ung thư. Vì vậy với những cô chú anh chị mà đang bị ung thư thì cũng có thể sử dụng món ăn này. Nhưng mà mình nêm miso và muối thì mình sẽ nêm lạc lại một xíu. Và món ăn này rất là tốt cho những ngày mà thời tiết nóng bức, hoặc là những khi mà cơ thể mình mệt mỏi, mình dùng để bổ sung những cái vitamin khoáng chất cho cơ thể cũng rất là tốt luôn. Một lưu ý là nếu mà trong nhà mình có những người đang gặp với vấn đề về hen suyễn hoặc là dị ứng
viêm da, chàm, lở, ngứa thì mình sẽ không có dùng món khoai môn này được nha cả nhà. Vậy là em đã chia sẻ xong một món khoai môn thực dưỡng rồi. Nếu mà video này hay và bổ ích, cả nhà hãy like và share hoặc là động viên ủng hộ tinh thần em nha. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.